Crossfire Atlas Pro T 3.24 CL nhé. Máy này bị tiếng da bị rè nhặt các ngõ già này. Ok này. Trên cái dòng này thì các bạn thường gặp sẽ là lỗi bật lên là chớp 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 cái màn này không khởi động này, bệnh treo logo này, rồi thì bệnh bật lên màn hình có lên nhưng bị treo kẻ này không loát này, bệnh mất tiếng ngõ ra này, sôi lổ tiếng, nghẹt tiếng, rè tiếng, mất kênh, lệch vế, vế to vế nhỏ này, có những cái pan thì không liên quan hoàn toàn đó, những cái lỗi đó đều có thể sửa chữa ok mọi người nha. Và mọi người cần tư vấn hỗ trợ sửa các lỗi liên quan đến cái dòng crossover này cứ liên hệ mình theo số máy trên tiêu đề của video, gặp trực tiếp nhân viên sẽ tư vấn cụ thể về sửa chữa các lỗi liên quan đến cái dòng crossover này cho mọi người nha. Và những ai chưa đăng ký kênh thì có thể vào đăng ký kênh để theo dõi kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tất cả những cái link phụ kiện chip dán bên bo này bên mình có đủ, màn hình cũng có này, đây là máy lỗi tiếp nhận về sửa chữa rất là nhanh.